Nghị đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy Sa cát. Thay mặt biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về thì bên cạnh cây nêu, tràng pháo, bánh trưng xanh còn có một điều đặc biệt không thể thiếu, đó chính là nhành hoa đào. Ông bà ta nói, cứ nhìn thấy đào là thấy Tết. Và đúng như vậy, sắc thắm của bông hoa đào nổi bật lên giữa nền trời xuân, thu hút nguồn khí vượng dồi dào cho căn nhà của bạn luôn ngập tràn sức sống. Theo quan niệm của người xưa, cành đào ngày Tết không những xua đuổi ma quỷ mà còn là biểu tượng cho sự đổi mới và sức sinh sôi mạnh mẽ phát triển. Tuy nhiên, không phải bất kỳ ai cũng nắm được vị trí trưng cây đào Tết trong nhà sao cho thuận phong thủy để gia đình luôn bình an, hạnh phúc, phú quý ngút trời trong năm mới Quý Mão 2023. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Ngày Tết cứ đặt cây này vào vị trí này, cả năm may mắn bủa vây, tiền vàng ùn ùn kéo đến. Từ thời xa xưa, cây đào được chọn là một trong những loài cây giúp xua đuổi quỷ dữ, ma quái vào trong nhà trong những ngày đầu năm. Theo tích xưa, ở phía đông núi Sóc Sơn có cây hoa đào cổ thụ, bóng che phủ cả một vùng rộng. Trên cây đào có hai vị thần là Trà và Uất Lũy chú ngụ, tỏa uy quyền che chở cho dân chúng. Trong những ngày cuối năm, hai vị thần này phải lên thiên đình chầu Ngọc Hoàng. Để tránh ma quỷ quấy nhiễu dương gian trong những ngày Tết, dân chúng thường đi cắt cành đào về cắm lọ. Thông lệ đã trở thành nét đẹp văn hóa trong mỗi dịp Tết truyền thống của dân tộc. Khi Tết đến, cành đào không chỉ có ý nghĩa tâm linh mà còn mang đến vẻ đẹp ấm cúng và tươi tắn cho ngôi nhà của bạn. Gieo vào lòng người niềm hy vọng vào một năm mới bình an, lộc phúc đầy nhà, phát tài phát lộc. Tuy nhiên, việc đặt cành đào ở vị trí nào trong nhà thì không phải bất cứ ai cũng nắm rõ. Hãy để chúng tôi bật mí với bạn ngay bây giờ. Thứ nhất, vị trí đặt cành đào Tết thuận phong thủy để năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự hanh thông. Nhiều người thường lựa chọn cho mình một cây đào Tết trong nhà để ươm mầm sắc xuân. Tuy nhiên, đa số vị trí cây đào Tết trong nhà hiện nay vẫn còn theo quảng quan. Nhiều người tùy theo đặc điểm không gian mỗi gia đình mà chưa tuân theo nguyên tắc phong thủy. Theo chuyên gia phong thủy, cây đào Tết nói riêng và các cây cảnh phong thủy ngày Tết nói chung có đặc điểm tối kỵ, không được phép để chính giữa một mặt bằng hoặc là khoảng giữa một phòng nhất định bất kỳ, bởi nếu cây cây vào giữa phòng, tức là ngay khu vực khởi phát năng lượng, thì năng lượng của phòng sẽ bị giảm xuống. Cây đào Tết thì nên đặt ở bên trái từ trong nhà mình ra. Bên cạnh đó, cây đào có thể để dáng cao, không được đặt lên bên phải, gọi là vị trí kích hoạt tiểu nhân. Theo nguyên tắc, nếu đặt cây cao ở vị trí này, 3-4 tháng Tết sẽ gây ra mâu thuẫn trong nhiều mối quan hệ, trên bảo dưới không nghe. Đặc biệt là cây đào Tết cao lớn không nên đặt ở trước cửa sân nhà vì không khác gì cột điện cắm ở cửa sân. Thứ hai, hướng dẫn cách chọn mua cây đào đẹp thuận phong thủy. Với những người không am hiểu và sành chơi đào thì việc lựa chọn cây đào đẹp hợp phong thủy là một điều không hề dễ dàng. Để chọn được những cây đào đẹp để trang trí Tết, bạn hãy tham khảo ngay những tiêu chí sau đây. Hiểu như thế nào là đào đẹp? Theo kinh nghiệm của những người sành chơi đào thì một cây đào đẹp sẽ phải có cánh kép màu thắm, những cành đào phải đều và vừa phải, các xăm cánh nhỏ nhất vút thẳng ra tận ngoài tán, có nhiều nụ hoa phải trải từ đầu đến ngọn xăm. Nếu đào có xăm to thì thường sẽ có ít hoa, nếu đào có các nhánh bắt đầu từ cùng một điểm thì sẽ có dáng đẹp và cân đối. Cách chọn cành đào. Khi chọn đào cảnh, tùy theo không gian của căn nhà mà bạn sẽ chọn mua cành đào to hay cành đào nhỏ. Quan trọng nhất là phải chọn những cành đào có tán tròn và các nhánh cần phân bố đều có xăm nhỏ. Những cành đào có xăm nhỏ sẽ rất nhiều nụ và mập mạp hơn. Và để chọn mua đào nở rộ vào đúng dịp Tết thì bạn chỉ nên mua đào cách Tết từ 3 đến 5 ngày. Trước khi cắm vào lọ, bạn nên đốt trước. Nước cắm hoa thì cần phải sạch sẽ và có thể cho thêm vài viên vitamin B1 để hoa đào có thêm chất dinh dưỡng và luôn tươi mới hơn. Cách chọn đào cây. Đối với đào cây, bạn cũng nên chọn mua loại những cành đào có xăm nhỏ và ngắn. Các nhánh chính nhất trên cây cũng xuất phát từ một điểm, như vậy cây sẽ cân đối và đẹp đẽ hơn. Bạn nên mua đào có nhiều hoa nở sát Tết vì đặc điểm của đào là cây sẽ nở hoa chậm hơn so với đào cành. Nếu như mua khi chưa nở hoa và chỉ cách vài ngày thì khi đúng vào dịp cây đào sẽ kém hoa. Cách chọn màu sắc hoa đào. Việc lựa chọn màu hoa đào phụ thuộc vào không gian của ngôi nhà và loại đèn tuýp mà gia đình sử dụng. Những gia đình có không gian nhỏ nên chọn đào phai để căn nhà trông sáng sủa hơn, còn những ngôi nhà có diện tích rộng thì đào bích hợp cho sự lựa chọn là tốt nhất.
Một cành đào được xem là đẹp theo phong thủy đó là phải có tán tròn, các nhánh phân bố đồng đều tượng trưng cho sự tròn trịa, viên mãn, đủ đầy trong dịp năm mới. Các cành đào nhỏ phải có nhiều nụ mập mạp, khi hoa nở có cánh dày, thân đào xù xì, chắc khỏe nên chọn những cành có nhiều nụ, nhiều mầm xanh, lá non và có cả quả để năm mới có nhiều tài lộc. Thứ ba là kinh nghiệm chọn cây đào đẹp thuận phong thủy. Tiếp đến là thế của cây đào. Những ai chưa biết chơi cây và thích đào thì chắc chắn không thể bỏ qua yếu tố này. Vậy cây đào sẽ có những thế nào và liệu nó có mang đến tài lộc cho gia đình? Nếu phòng rộng và cao, bạn có thể lựa chọn những cây đào thế to, dáng trực. Với phòng thấp, bạn mua đào thế đứng dáng hoành long dáng. Nếu có ý định đặt đào ở hiên nhà, bạn nên chọn cây to, có thế ngũ phúc, huynh đệ, phu quân, quần tụ. Thế đào quần tụ là cây sẽ có một tán vút lên cao, mang biểu tượng của cha mẹ. Quanh tán có các tán phụ xung quanh nhỏ và thấp hơn là biểu tượng cho con cháu xung vầy. Ngày Tết có cây đào thế này sẽ tượng trưng cho sự hạnh phúc, vui vẻ, sum họp và vui vầy đầm ấm. Cây đào thế trực đổ cũng rất đẹp. Cây đào thế này sẽ có một nhánh đâm thẳng lên và một nhánh đổ xuống để thể hiện cho sự dồi dào, phú quý đến với gia đình bạn, đồng thời cũng mang đến sự thăng tiến trong sự nghiệp và tình duyên. Cây đào thế long dáng là những cây có cành mềm mại chĩa xuống dưới, tượng như con rồng xà xuống mặt đất. Phía trên là những cành nhỏ giống như vảy rồng, và đây là thế đào được nhiều người săn lùng, thể hiện sự giàu sang phú quý. Cây đào thế ngũ phúc là cây có bốn chạc phía dưới và mỗi chạc chĩa lên trên, thể hiện sự đầy đủ, ấm no và gia đình luôn luôn hạnh phúc. Cây đào thế phu quân là những cây đào có hai cành quấn quýt nhau, thể hiện sự mặn nồng trong tình cảm. Quý vị thân mến, ngoài việc lựa chọn cây đào sao cho thật đẹp thì việc trang trí đào cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc hoàn thiện hình dáng của cây đào ngày Tết. Vậy nên trong phần tiếp theo của chương trình, chúng tôi sẽ chia sẻ đến quý vị về bí quyết trang trí cành đào để đón lộc trong dịp Tết đến xuân về. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thứ nhất, cành đào rực rỡ đón tài lộc. Việc treo lên cành đào những đồ vật trang trí mang đậm màu sắc Tết như bao lì xì, đồng xu phú quý, câu đối, sắc đỏ của bao lì xì, của những chiếc đèn lồng kết hợp cùng với sắc vàng của đồng xu phú quý, những câu đối lời chúc Tết sẽ mang đến cho phòng khách của căn nhà bạn không khí tươi vui, nhộn nhịp của ngày Tết cổ truyền. Thứ hai, cành đào tỏa sáng với đèn nhấp nháy. Để trang trí cành đào tỏa sáng, tưởng khó nhưng rất dễ. Bạn chỉ cần 1 đến 2 bộ đèn nháy quấn dây đèn quanh cây đào theo hình dáng tùy thích là được. Bộ đèn nháy sẽ giúp chiếu sáng và nổi bật cho cây đào hơn. Thứ ba, cành đào đậm nét thiên nhiên. Để tạo cành đào đậm nét thiên nhiên, bạn chỉ cần treo lên cành đào những chú chim giả hoặc quả nhựa xinh xinh. Những món đồ trang trí này rất dễ dàng tìm thấy trong các cửa hàng bán đồ lưu niệm hoặc tự tay làm bằng giấy màu vô cùng ý nghĩa. Góc cành đào sẽ như bức tranh xuân, sống động đẹp mắt. Thứ tự, lọ hoa đào nhỏ xinh xắn. Cành đào ở đây có vai trò giống như một loại hoa trang trí, rất phù hợp để bày biện trong những ngôi nhà có diện tích nhỏ hoặc tô điểm cho bàn ăn, bàn phấn, góc làm việc, kệ tủ trong nhà. Những cành đào này sẽ tô điểm cho không gian nhà bạn vẻ đẹp hút mắt, nổi bật. Quý vị thân mến, hy vọng là với những chia sẻ của chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay sẽ giúp bạn lựa chọn được vị trí phù hợp để đặt cây đào vào trong nhà dịp Tết sắp tới. Cùng với đó là biết cách trang trí cành đào thật đẹp và lộng lẫy, nâng cao được vượng khí cho toàn bộ căn nhà. Nếu thấy các thông tin trên hữu ích, bạn đừng quên chia sẻ với mọi người xung quanh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!